Nhìn cậu ta đi, nhìn cậu ta kìa, cậu ta ăn hết chỗ nem cuốn mất, sẽ chẳng còn lại gì cho chúng ta đâu, sẽ không có ai được ăn nem cuốn hết. Sư phụ đã nói như vậy đấy, tôi thấy rất là xấu hổ luôn. Sư phụ nói, được rồi, chúng ta sẽ cử phái đoàn đến Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia. Và sư phụ nói với tôi, nếu con muốn thì con có thể đi cùng. Nói cách khác là con bắt buộc phải đi. Tôi nói, vâng, thưa sư phụ. Sau đó tôi nói thêm, ồ, thật là tuyệt, con được đi nghỉ mát, con có cơ hội tới những nơi mà con chưa bao giờ đến. Con chưa bao giờ tới Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia. Kỳ nghỉ này sẽ rất tuyệt đấy, lại còn được đi cùng sư phụ nữa chứ, con thấy háo hức quá. Đi được nửa quãng đường tới Đài Loan thì họ dừng lại ăn trưa. Họ đã chuẩn bị sẵn bữa trưa ở công viên đó với những cái bàn tròn rất lớn dành cho những vị sư phụ ở đó và cho cả những người vô gia cư. Rồi chúng tôi ngồi cùng với sư phụ quanh một cái bàn tròn rất lớn và dùng bữa trưa. Tất nhiên bữa trưa đó rất ngon miệng, mọi người đẩy bàn ăn theo vòng tròn, cái bàn xoay liên tục. Rồi tôi nhìn thấy một đĩa nem cuốn đầy cỏ ngọn. Tôi reo lên, ôi, con thích nem cuốn lắm, tôi gắp một cái. Sau đó tôi tự nhủ, chắc là phải lấy hẳn hai cái, không, phải ba cái mới được. Trong lúc đó thì sư phụ nheo mắt, nhìn tôi với điệu bộ rất buồn cười. Sư phụ nói, nhìn cậu ta đi, nhìn kìa, cậu ta lấy hết nem cuốn rồi. Tôi thanh minh, không, không phải đâu, và cảm thấy rất ngượng. Sư phụ nói, cậu ta lấy hết nem cuốn rồi, sẽ không còn lại gì cho chúng ta đâu, chẳng ai trong chúng ta được ăn nem cuốn cả. Sư phụ nói vậy đấy, tôi thấy ngượng không chịu được, vì vậy tôi không thể lấy nem. Tôi nhảy khỏi bàn và chạy đi mất. Sau đó tôi lại nghĩ, mình chạy đi đâu được đây, mình còn không cầm vé máy bay cơ mà. Hèn quên cầm vé của mọi người rồi. Rồi tôi nghĩ, mình không thể bỏ đi được. Biết đi đâu bây giờ, đành phải về bàn thôi. Rồi tôi quay lại bàn, cảm thấy mình rất tệ. Thôi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, không sao đâu, không có vấn đề. Ngồi xuống đi con. Và tôi ngồi xuống rồi thấy sư phụ dùng hết nem cuốn vào đĩa, thành một đống to tướng, to lắm ấy. Và nói, đây, đây, con cứ ăn đi. Chuyện này thật là tệ, tôi thấy rất xấu hổ. Nhưng tôi hiểu rằng lúc nào sư phụ cũng dùng những chuyến đi này để dạy dỗ và chuyển hóa con người chúng tôi. Sư phụ chỉ ra những điểm yếu của chúng tôi và thực sự có thể cảm hóa được chúng tôi. Bởi sư phụ biết là tôi không chạy đi đâu được, không dễ dàng như vậy được đâu. Nhưng không chỉ có mình tôi, sư phụ làm vậy với tất cả mọi người, chỉ ra điểm yếu của bọn họ. Mỗi người lại có một điểm yếu khác nhau. Tôi biết là Hèn Gu trước đây cũng vậy. Sư phụ hay quở trách anh ta. Sao con tới muộn thế? Sao con làm như vậy? Sao con chậm chạp vậy? Vân vân. Anh ta luôn bị sư phụ mắng, bất kể anh ta làm việc gì. Sư phụ chỉ nhìn vào những nguyên nhân và điều kiện để uốn nắn chúng tôi. Các bạn biết đấy, để hiểu được một con người là một điều rất khó, bởi vì ai cũng có những tập khí của riêng mình. Tôi vẫn nhớ Hèn Chu. Khi chúng tôi đến Ấn Độ cùng sư phụ, Hèn Chu đã kể với tôi rằng chuyện tương tự như vậy cũng đã xảy ra với anh ta. Khi anh ta đi cùng sư phụ, họ ngồi quanh một cái bàn tròn, xung quanh là nhiều nhân vật quan trọng trong giới tu sĩ, có một số vị trụ trì. Hèn Chu kể với tôi anh ấy thấy trên bàn có một lon coca mát lạnh ở phía bên kia bàn, mà anh ấy không thể với tới. Lon nước ấy cũng không nằm trên cái bàn xoay, nên anh ấy đứng dậy và với sang bên kia bàn để lấy lon nước. Sư phụ thấy thế bèn hỏi, con đang làm cái gì vậy? Sao con làm thế? Sao con lại làm ta mất mặt trước các vị sư phụ này? Sư phụ nói, sư phụ dạy dỗ chúng tôi như vậy đấy, luôn biết cách bắt thóp chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng ta thường nghe về Phật giáo thời trước,
Có những buổi sám hối mà người ta dùng gậy để đánh bạn, sư phụ không bao giờ đụng tới những cái đó, nhưng vẫn biết cách bắt thóp bạn, lời sư phụ. Nhưng tôi không cho rằng đây là điều đáng tự hào. Răn dạy và cảm hóa người phương Tây không phải là việc dễ dàng. Tôi thường nói đó là việc khó như lên trời vậy. Nhưng lên trời thực ra cũng không khó. Răn dạy và cảm hóa người phương Tây mới là khó nhất. Ngay cả chui xuống đất, việc đó cũng không khó. Răn dạy và cảm hóa người phương Tây mới là khó nhất. Đó là bởi vì bản tính của họ trái ngược với bản tính người châu Á, quá cứng đầu và ngoan cố để có thể khuyên nhủ hay răn dạy. Ha ha ha,